y chang Đà Lạt thu nhỏ này. Anh em ơi, anh em phê phượt, hôm nay tôi gặp các bác dân tộc bản Dú. Ở Hoàng Su Phì. Nhưng mà ý là ở gần xứ Mật à? Nhưng mà ở dân tộc mình còn được khoảng bao nhiêu nghìn người? Cây 23. Đây là phải cây 23 mà. À, cây 23 đúng rồi, nhưng mà được khoảng bao nhiêu nghìn người, dân tộc bản Dú còn 100.000 người không? Các bác không biết, bọn tôi mua củi thế này. Đấy, 5.000 một bó. Cảm ơn bác nhá, bye bye. Bye bye. Không vác được. Đấy. Phê phượt đây này. Anh em ơi, đây nó gọi là Xuôi Thầu này. Cao nguyên Xuôi Thầu, nhưng mà anh em tôi lên là đang mưa. Và đường trơn trượt. Trôi xe bé bên nhà nhè luôn. Trôi đi trôi lại. Đấy, đống củi ướt ngoạch. Đây, đống củi đây. Mải quay phim khi lại tắt mất rồi. Nhưng không sao. Còn cái bạt đang cháy le lói, tí nữa chắc sẽ được rồi. Đấy. Và đây là đội hình đang phục vụ đây. Đấy. Còn đây, anh em nhìn cái xe nó là như thế này. Tối hôm nay bọn tôi lại tắm rửa ở trên cái xe này. Ngủ đây rồi. Đầy đủ hết mọi thứ. Đấy. Nhưng mà cái đây bây giờ đến lượt chính chủ chiếu kiểu như này. Hành trình này là quá dã man trong đoạn đường lên. Lốp cứ trượt bởi vì là không phải lốp để đua. Cho nên là nó cứ trôi xuống, trôi lên, trôi xuống. Thế và cuối cùng ấy thì bản thân tôi cũng phải rất cố gắng nhưng mà cũng qua được rồi. Không bị làm mất lít rưỡi xe ôm mà kéo được cái xe lên. Nếu không thì không thể nào mà cắm trại ngủ đêm ở trên Xuôi Thầu được. Và đêm nay là đêm đáng nhớ, một trong những đêm cực kỳ đáng nhớ của chúng tôi khi lên được đến Xuôi Thầu. Mưa như này. Yeah. Của Trung rất thích chơi đồ hàng. Hết việc làm rồi nó nấu cả canh giò, nó mở canh giò ra nào. Mở nó nấu canh giò xong này. Nó lại rảnh quá, mình lại bày cho nó đi dán thịt quay à, trong một cái khung cảnh nó vô cùng là lãng mạn. Đây, trồng đây, trồng đây, trồng thì đây, quạt lửa đây. Đấy, thấy chưa? Ui giời ôi. Gôn ơi là gôn. Ăn uống có người phục vụ chả muốn. Giời ơi, đấy. Thế còn đây này. Nhà tôi đã có người đang tắm ở trên xe kìa, anh em thấy chưa? Rồi, tắm nước chảy ào ào nhá. Xin chào tất cả các bạn mê phượt, mê camping, mê những cái trải nghiệm với không gian thiên nhiên thế này. Nơi tôi đang đứng đây chính là Thảo Nguyên Xuôi Thầu, một trong những cái địa điểm mà nổi tiếng nhất nhì của tỉnh Hà Giang. Nó không thể so sánh được với bất kỳ một nơi nào khác. Các bạn đi Hà Giang có rất nhiều điểm để đi. Có Mã Pì Lèng, có rất là nhiều cái nơi khác như là Mèo Vạc, Đồng Văn. Thế nhưng mà có cả Hoàng Su Phì lúa nữa. Thế nhưng mà tại Thảo Nguyên Xuôi Thầu này, tôi xin tư vấn cho các bạn là thế này. Các bạn đi vào cái mùa mà khoảng cuối tháng 9 thôi và tuần đầu tháng 10 thì nó rất là ok. Lúa bà con còn chưa gặt hết. Nhưng mà bữa nay tôi đi ấy, thì là sang cái tuần thứ 2 của tháng 10 rồi. Thì lúa gặt nhiều rồi, chỉ còn một ít lúa ở phía đây thôi. Các bạn nhìn thấy phía dưới kia không? Đấy là cái dòng sông chảy. Trên cái dòng sông chảy này hình như là có 57 cái đập thủy điện thì phải. Các bạn nên chuẩn bị đồ để camping qua đêm ở trên Xuôi Thầu thì là tuyệt. Nhưng các bạn nhớ mang nước, bởi trên này là tuyệt đối không có nước. Và nhà vệ sinh cũng không có, nhưng các bạn phải trang bị đủ đồ chơi vào. Thật là đầy đủ và rất là nhiều. Phía bên này các bạn thấy không? Đây là cái truyền thông. Nếu mà các bạn đứng ở phía dưới thì nó rất giống thị sĩ. Và nếu mà các bạn đứng trong cả một khung cảnh nó bao quanh, xung quanh là toàn bộ hai cái cánh cung núi nó ôm vào, thì các bạn sẽ có những cái cảm nhận như là đúng là đang ở trên một cái đỉnh, nó kiểu gọi là phù vân ấy. Eo ơi, chạm với cả mây. Và lên đây các bạn có thể săn mây luôn. Các bạn phê phượt lưu ý là cái đường từ phía dưới chân dốc ấy, mà đi lên ấy, thì nó sẽ bị cao. Các bạn sẽ phải đi xe ôm mất khoảng 150.000. Nếu như các bạn đi xe bán tải thì các bạn có thể hai cầu các bạn leo thoải mái luôn. Và người dân ở đây người ta bắt đầu buổi sáng đi chăn bò này, rồi đi gặt này, rồi đi rất là nhiều việc. Nên lưu ý các bạn là đường đang được sửa, cho nên là các bạn đi hết sức cẩn thận. Các bạn nên đi như thế nào nhỉ? Tức là các bạn nên đi Hoàng Su Phì trước để lên móng ngựa này, rồi lên các cái điểm nằm lúa ở đó. Sau đó các bạn sẽ di chuyển sang bên Xuôi Thầu. Như vậy là trong vòng 3 ngày 2 đêm các bạn sẽ đi được Hoàng Su Phì với tất cả những điểm lúa đẹp nhất, và sang đến Xuôi Thầu với một cái không gian lãng mạn nhất. Ngủ đêm thì các bạn rút kinh nghiệm là
dậy sớm thì không cần phải dậy sớm lắm, tôi dậy 7 giờ nhưng mà các bạn sẽ đi quay chụp trong lúc mà chưa có một người dân nào người ta lên đây và người du lịch cũng chưa lên, thì các bạn sẽ có nhiều cái không gian riêng tư hơn và các bạn sẽ chụp được những ảnh đẹp hơn, có cả mây. Nếu như các bạn mà không ngủ đêm ấy thì các bạn phải dậy sớm từ phía dưới. Nhưng mà tổng thể lại thì các bạn hãy vì một Hà Giang, vì một cao nguyên thảo nguyên xuôi thầu, các bạn hãy giữ cái môi trường ở đây, đừng vứt rác vào những cái chai nước ấy. Khi các bạn uống thì các bạn đừng vứt chai, vứt rác ra dọc trên cái đường mà mình đi. Như vậy thì bà con dân tộc ở đây sẽ rất là vất vả trong cái chuyện mà mình sẽ phải dọn rác, bởi vì trên này vẫn chưa có dịch vụ dọn rác, người dân phải tự đốt rác. Cho nên là rất mong các bạn ủng hộ. Và các bạn cần thêm thông tin gì thì các bạn hãy cứ liên hệ với cả trên cái Facebook ấy, gọi là Phê Phượt Camping Motorhome rồi SUV, hoặc các bạn vào YouTube các bạn comment thì đội quản trị của Phê Phượt và đặc biệt là cá nhân tôi sẽ trả lời cho các bạn. Một năm chúng tôi đi Hà Giang ít thì cũng 2 chuyến, vào mùa lúa và mùa hoa tam giác mạch. Còn các cung khác thì các bạn sẽ cùng xem với chúng tôi nhé. Đây là những kỷ niệm và những phân tích, nó chỉ là mang tính sơ bộ thôi. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều nhé. Yêu tất cả mọi người. Yeah. Sinh đê. Kem là người dân tộc gì? Kem người dân tộc gì? Mông ạ. Ông người Mông có, đúng rồi, có nhiều màu sắc đẹp thế này cơ mà. Thế đi lên chụp ảnh à? Vâng. Bọn em cũng đi chụp ảnh á? Vâng. Ôi, hay nhờ. Các bạn cô gái người Mông ở trên xuôi thầu cũng lên đây để chụp ảnh đấy, thì không phải là mỗi người kinh đâu. trên đỉnh của xuôi thầu thì có rất nhiều các cái vườn hoa như thế này, chỉ với 20.000 vào cửa thôi nhưng mà cái view của nó cũng thực sự là toàn cảnh luôn. Mà ở đây góc nào cũng đẹp, chúng ta nhìn sang góc bên kia cũng đẹp luôn, không thể tưởng tượng được nó lại đẹp như thế. Tuyên của tuyệt vời luôn. Đấy, mọi người chịu khó nhìn một vòng tròn nhé. Đấy, lên trên nữa kìa, xung quanh toàn hoa ấy, có ong đấy, ong đấy, ong đấy. Ông có đi lấy mật đấy. Đẹp quá. Tuyệt vời không? Không khí trong lành quá đã luôn. Hãy hít căng lá phổi. Ngủ một đêm ở đây thôi và một ngày ở đây thôi thì bạn cảm thấy phục hồi hoàn toàn. Nếu như các bạn có bạn nào thích thiền hoặc yoga lên đây nữa thì tôi là đỉnh chóp. Bà con còn đang gặt nữa đằng xa, đẹp quá. Tuyệt vời. Không một cái gì vướng trong tầm mắt của các bạn cả. Cảm ơn tập Hà Giang và Hoàng Su Phi với suối thầu sẽ kết thúc ở đây. Yêu tất cả mọi người. Yeah!